bạn chia 4 nhé. Trước khi qua bài mới, thì mình cùng ôn bài cũ xíu nha. Từ phép nhân này, bạn hãy chuyển thành phép chia giúp mình đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình vào bài mới luôn nha bạn. Bạn hãy xem thử 4 đang được lấy mấy lần vậy. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 4 x 3 thì bằng 12. Giờ mình sẽ đố tiếp nhé. 12 chấm này mà mình chia làm một số nhóm. Mỗi nhóm có 4 chấm. Có mấy nhóm vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 12 chấm mà chia thành 3 nhóm thì mỗi nhóm có 4 chấm nhé. Vậy là từ một phép nhân, chúng ta có thể chuyển thành phép chia bằng cách lấy tích chia thừa số thứ nhất thì được thừa số thứ hai. Và tương tự thì lấy tích chia cho thừa số thứ hai thì được thừa số thứ nhất. Giờ thì mình có bảng nhân 4. Bạn hãy áp dụng quy tắc vừa rồi để hoàn thành bảng chia 4 này nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn nhớ học thuộc bảng chia 4 này để sau này áp dụng nhé. Tạm biệt bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Lớp mình có 32 học sinh, xếp thành 4 hàng đều nhau đó. Vậy thì mỗi hàng có mấy học sinh thế? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Có 32 học sinh, xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Vậy, đố các em, xếp được mấy hàng nhỉ?
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.